Xin chào tất cả các bác. Loa kép LS50 wireless thế hệ 2 là một đôi loa công nghệ cao, không dây, nghe nhạc rất là hay. Nhưng mà có rất là nhiều các anh em hay các bác cứ muốn thắc mắc là những loa này thì có hát được không? Karaoke thế nào? Thì hôm nay chính là câu trả lời cho những vấn đề đó. Chúng ta sẽ một lát nữa sẽ thử nghiệm ca hát với kép LS50 wireless thế hệ 2 xem nó ra sao. Nhưng mà bây giờ thì hãy để cho Sơn một vài phút để giới thiệu lại đối với những bác nào chưa biết. Thứ nhất là ở đây chúng ta đang có một cái đôi kép LS50 wireless thế hệ 2 phiên bản màu trắng, rất là đẹp luôn. Màu trắng với một cái phối màu là cái củ loa này và cái phần mũi định âm này là màu vàng, vàng đồng. Nhưng mà cái vàng này nó rất là khó tả. Nói chung là một cái màu vàng rất là đẹp các bạn. Với cả nó kết hợp với một cái thân vỏ làm bằng màu trắng. Nhưng các bác lưu ý đây là màu trắng mờ. Và nếu mà nhìn kỹ vào thì nó hơi sần sần tay một tí. Nói chung là trông rất là xịn. Cái nước sơn này làm rất là chất lượng. Và theo Hải Sơn thì Hải Sơn thích cái phiên bản trắng sần này hơn là trắng bóng. Trông nó rất là đẹp. Nhưng mà các bác cũng phải lưu ý, nếu mà điều kiện mà hơi bị bẩn hoặc là nếu mà tay mà không sạch thì chạm vào thì nó sẽ hơi bẩn. Nhưng mà Sơn nghĩ là có thể làm vệ sinh được. Kép LS50 Wireless 2 đã có rất nhiều sự cải tiến so với thế hệ đầu tiên. Cái cải tiến lớn nhất của nó là họ nâng cấp cái củ loa lên thế hệ thứ 12. So với thế hệ trước thì cái củ loa được nâng cấp chất lượng. Tiếp theo, thứ hai, mấu chốt họ nâng cấp công suất rất là khủng. Tức là họ nâng cấp từ 230W lên tới là 380W cho một bên loa. Thế đây là một bên thôi, hai bên các bác cứ nhân đôi lên. Thì đấy là một cái sự nâng cấp rất là vượt trội về củ loa, về công suất. Cho nên nó có thể chịu đựng được cái mức âm lượng lớn hơn và nó cũng đẩy ra được cái độ chi tiết cao hơn, mà nhất là cái giải tép này chúng ta yên tâm hơn. Vì cái thế hệ 1 ấy, cái loa tép này nó có 30W thôi. Và nếu mà khi chúng ta muốn thử sử dụng cho mục đích ca hát ấy, chúng ta cần phải lưu ý về cái tép. Nếu mà tép mà công suất nhỏ ấy, mà dạng yếu ấy, thì chúng ta không nên thử hát. Và chúng ta không nên bật quá lớn và lại có một cái cường độ âm thanh mà lớn một cách đột ngột thì chúng ta phải hết sức lưu ý. Nhưng mà phiên bản này họ nâng cấp riêng cho cái phần loa tép đã là công suất là 100W rồi. Còn phần loa trung trầm ở ngoài là 280W thì là 380W một bên. Cho nên phần nào là cũng yên tâm hơn. Cho nên là Hải Sơn mới dám thử nghiệm cho phần ca hát là vì thế. Tiếp theo, ở phía đằng sau họ trang bị một số những cái khác biệt. Và trong đó có cái công nghệ nó gọi là MAT Material. Tức là họ dùng một cái tấm, nó 3 lớp, nó có đường kính là 8cm. Và họ dùng cái kỹ thuật CNC để họ làm thành những cái hình zig zag ở trên cái bề mặt của cái tấm đó. Và cái tấm đó nó được đính luôn vào đằng sau cái củ loa. Vì vậy mà theo như họ đã nghiên cứu về những cái hình zig zag ở trên cái tấm MAT đó, nó sẽ giúp triệt tiêu được những cái tần số xấu lên tới từ 620Hz trở lên. Vì vậy nó sẽ cải thiện âm thanh và hạn chế cái phần khi chúng ta bật lớn mà nó ảnh hưởng tới củ loa. Còn đây là lỗ thoát hơi thế hệ mới, nó hình thù nó cũng có sự cải tiến. Còn về phần những cái cổng kết nối phía dưới thì họ có bỏ đi đường RCA, họ bỏ đi đường USB kết nối máy tính, nhưng họ thêm chúng ta là hai đường, thêm chúng ta đường coaxial này. Có đường optical này và có đường kết nối TV với cái chuẩn là HDMI ARC. Nếu chúng ta dùng máy tính, chúng ta có thể kết nối bằng đường AUX này, hoặc là một số máy tính có thể chuyển đổi cái phần từ USB sang tới đường quang thì chúng ta sẽ cắm vào đường quang để cho cái giải mã bên trong này nó xử lý luôn. Với cả thêm nữa rất là hay là hai loa này kết nối với nhau hoàn toàn là không dây, chúng ta không phải cắm một cái cọng dây nào cả. Còn chúng ta thích cắm dây thì vẫn có đường có dây, nhưng mà chúng ta nên dùng không dây để cho nó hiện đại và nó gọn. Và chất lượng không dây của hai cái loa này pair với nhau thì cực kỳ là chuẩn. Chúng ta có thể kết nối Bluetooth thẳng từ điện thoại. Tất nhiên rồi, đây là loa công nghệ mà. Và rất là hay là mọi người nên kết nối bằng cái đường network ấy, để có thể cho cái loa này nó hoạt động những cái chế độ Spotify Connect hoặc là Tidal. Nó sẽ stream nhạc thẳng từ trên mạng xuống đây. Lúc đấy điện thoại chỉ là điều khiển thôi. Nó hỗ trợ đường ra cho subwoofer. Và rất là hay là cái app đi kèm là cái app Kép Connect. Chúng ta có thể hiệu chỉnh được cực kỳ kỹ tép này, bát này. Chúng ta chỉnh được độ sâu của giải tần trầm này. Chúng ta chỉnh được tăng cường thêm giải treble. Chúng ta chỉnh được tần số cắt cho cái loa subwoofer. Chỉnh được chế độ đặt loa ở đâu rất là kỹ. Thì cái đấy là anh em sẽ
tham khảo thêm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với một số cái phụ kiện để có thể khiến cho đôi loa kép này nó có khả năng phục vụ cho chúng ta hát karaoke. Đó là chúng ta sẽ cần một cái bộ mixer. Thì các bác có thể dùng bất cứ cái bộ mixer nào mà nó có đủ các cái cổng kết nối cơ bản để chúng ta kết nối là được. Nhưng mà đây là một cái giải pháp gọi là rẻ tiền nhưng mà chất lượng là rất là ok luôn. Một cái mixer có tên là Sumiko Mark 3 với rất là nhiều cái hiệu chỉnh và đường kết nối. Cơ bản đây chúng ta có thể cắm được đàn guitar vào này. Còn đường micro chúng ta có thể cắm được hai lỗ micro vào và chỉnh được reverb riêng này, echo riêng này, chỉnh được bass này, treble này, chỉnh được âm lượng của micro, chỉnh được kênh master tổng, chỉnh được riêng cho đường nhạc music này và bass treble cho đường music. Mà rất là hay, anh em có thể kết nối Bluetooth thẳng vào cái mixer này qua đường Bluetooth luôn. Như vậy là không cần phải dây nữa. Hoặc là chúng ta có thể cắm từ TV thông minh, Smart TV qua đường optical để cho cái mixer này nó có một cái con chip giải mã Cirrus Logic, nó giải mã ra cho tiếng nhạc nền hay hơn. Như vậy là chúng ta có thể hát mà không cần một cái đầu karaoke, chúng ta hát từ điện thoại được này, chúng ta hát từ TV, bật cái app YouTube trên TV xong rồi truyền âm thanh xuống đây. Mà nó sẽ còn hay hơn vì nó có DAC ở phía bên trong. Đây, đường đằng sau đây chúng ta có output left right. Thì chúng ta muốn kết nối với cái loa kép này LS50 Wireless 2 này, chúng ta sẽ dùng một cái dây gọi là 1:2, tức là từ 3.5 ly ra hoa sen. 3.5 ly thì chúng ta cắm vào cái loa chủ, còn hoa sen là chúng ta cắm vào đây. Đấy, như thế là output ra loa ngon lành luôn. Còn cái bộ micro, chúng ta sẽ dùng một cái bộ rất là quen thuộc mà Thiên Hà Audio thấy nó rất là ổn, với giá là 1.8 triệu. Amber Z1, hai micro luôn, không dây luôn. Micro lại có thể chỉnh được vang này, chỉnh được treble, chỉnh được âm trầm, bass ở trên đây. Xong chỉnh được cả volume của cái micro ấy luôn, mà tất cả có 1.8 triệu. Rất rẻ và rất là ổn. Thì bây giờ xin mời anh em chúng ta thưởng thức cái khả năng karaoke của kép LS50 Wireless 2 để xem ra sao. Yêu từ đâu mà ra khi chia xa vòng tay của nhau chỉ khiến ta thêm buồn đau. Yêu cho thêm ngọt ngào nâng môi hôn rồi trao để sau lưng nhau là chẳng lời nào. Yêu cho